xem ra được ông sáng nhỉ. Cái ông xem quay. À đúng. Cầm đi. Điều. Phải trường nhé. Phải trường. Xem ra Tuấn ngủ với 11 nữa kìa. Như nào? Ở nhà có người lưng cong. Thì cái ông sáng. Ai nhà nó lưng cong thì thiếu gì. Nó có trồng cái mít ở cổng còn bị cụt ngoạn người ta biết kìa. À. Cái ông ấy. Mới trồng xong cái mít rồi sang bên tay phải, đúng bên tay phải luôn. Cụt ngoạn à? Cụt ngoạn thật, sâu lắm. Thế đúng gì? Nhiều cái. Nói chung là mình đã giải thích được. Tin cái gì thì mình tin, tin thì thôi thôi. Cái mẹ này. Thôi đúng, phá hai đứa thật. Thế bắt đầu mình cứ tưởng một thôi. Một là được, chuẩn là mình cho đưa đi một lần. Còn cái kia là nó tự phá. Nó khoe mình thôi, mình cứ tưởng nó trêu mình. Ừ. Địt thì có chứa hai đứa phá người ta còn biết thôi. Thì mới đầu là phá một đứa là mình đưa đi là chuẩn đét. Còn con kia nó bảo là mới phá. Thế kêu bảo nó có bầu. Thằng nào dù đi địt kêu mệt. Ui địt mẹ tí mắc. Còn máu địt lắm. Địt nó dệt như bùa. Máu đi nhá. À, còn ở tạm dị. Cho chú. Chú yếu suy nghĩ thì đéo ăn thua. Quần ban mỹ phẩm đấy. Dệt như bồ. Đập vào mồm. Ngại thật. Địt mẹ mình bọc cửa lúc cửa xịn đâu quay đâu. Cần buồi gì xịn. Nó bên kia vẫn nghe tiếng. Nghe gì trước tàu Hà Nội giường trên giường dưới dã kêu cái két. Tầng trên tầng dưới kêu mà ẩm. Thì gặp phải tao tao vối lên tao sợ lột. Còn gì tầng trên tầng dưới nhà nghỉ tầng trên tầng dưới nó kêu ầm ầm trong quân đội tưởng trường trên tầng dưới lại địt nữa tao sợ tao với tao sợ lùn kêu tao tát chết lại kiểu như yên hà mình đang địt cho tòa tay hàng tung cu ra địt theo lạ gì rồi thế thì chịu.